Em chào ba ban giám khảo chị Suplex, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và anh Quốc Trung. Hey, chào em. Hôm nay em xin trình bày một ca khúc, đó là khúc Bad Romance của Lady Gaga theo một cái phong cách sexy. Oh my God. Và sau đó em sẽ trình bày ca khúc của chị Suplex, Ly Cà Phê Vang Mê theo cái phong cách kể chuyện em mới nghĩ ra. Ok, rồi rồi, mời em. Cho em mượn cái sàn em diễn nha. Em cứ mượn thoải mái đi. Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, want your the romance. I want your ugly, I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love. Love, 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 your love. I want your trauma, your touch of your head. I want. Oh, writing of their romance. Oh, writing of their romance. Walk, walk, dashing, baby, working, move that picture crazy, crazy. Walk, walk, dashing, baby, working, move that picture crazy. Yeah. I'm a free bitch, baby. Ly cà phê như muôn nói, 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 nói cùng em câu gì? Ly cà phê như muôn hát cùng em câu gì? Bay theo làn khói, vẽ mùa xuân long lanh. Bay theo làn tông, vẽ tình yêu mong manh. Ánh mắt đang say mùa xuân đang về. Khói thuốc vẫn còn ly cà phê. Tiếng hát cao mới như ngàn xưa vọng về. Ánh mắt xôi trong mùi cà phê ban mê, ban mê, ban mê, ban ban mê, ban mê, ban mê, ban mê. Ban mê, ban mê. Wow, rồi em. Hồn em về lại chưa? Hồn về lại chưa? Rồi. Rồi phải không? Rồi em trả lại cái ly đi, để nói chuyện sao? Yeah. Nếu như mà chị có một cái giải thưởng say mê á, chị sẽ tặng cho em. Anh Nguyễn Cường mà nghe và thấy nghe để cái này trình diễn của em thì anh ấy cũng chắc cũng thú vị đấy, cũng bỏ cũng được. Thật ra là đối với em kết quả thì được sự là không có gì hết. Thắng thua, thắng em cũng cười mà cua em cũng cười. Ôi vậy hả? Dạ. Thế anh Quốc Trung anh có chọn không? anh có thể cảm nói. Cảm ơn em. Có thể nói thành lời ấy. Không. Anh Dũng. Vậy em cười cái anh thử. Không cười to thôi cũng được. Anh nghĩ ở đây giọng cười đã có chị Siêu rồi, cho nên anh muốn giữ cái sự đặc biệt đó. Cho nên anh sẽ chọn giọng cười của chị Siêu. Ok bạn, nói chung là bạn rất thú vị. Tôi nghĩ rằng là bạn đã làm một cái điều mà bạn thích. Và bạn đã thể hiện cho chúng tôi thấy được là bạn tiềm năng bạn đâu còn ở đâu đó xa lắm. Thôi vậy năm sau hẹn gặp lại. Năm sau đi, em cố gắng đi nha. Okay, cảm ơn em. Năm sau chị trở lại gặp ba người, gặp chị nếu mà chị còn. Ok, cảm ơn em, cảm ơn.